Ôi, nhìn đồ họa sướng chưa anh em này? Nhìn cái sát thương gây ra cho quái cũng rất là tuyệt vời. Cuối cùng thì mình cũng đã có cái thông tin ra mắt của tựa game Maple Story R Evolution. Và lưu ý thêm là con game này nó sẽ có tiếng Việt nha. Fan của Maple Story hay có cái tên khác đó là Nấm Nùn Funiki thì chắc chắn là sẽ rất yêu thích cái tựa game này. Mình thì đang được trải nghiệm sớm cái phiên bản tiếng Việt này em nha. Con game này thì mình sẽ để cái link tải dưới phần mô tả của video cho anh em, cả cái link fanpage và link group để mà anh em có thể là update thông tin về game. Đây là cái phần để anh em có thể là lựa chọn các class nhân vật. Chúng ta sẽ có các cái class gồm phi hiệp, pháp sư, chiến sĩ, cung thủ và pháo thủ. Đây là những cái nhân vật nguyên bản đó anh em. Ngoài ra thì các class nhân vật của chúng ta thì có thể là chọn giới tính được này, gồm giới tính nam và nữ. Nữ rất là đẹp đó anh em ạ. Nữ nhìn cute lắm. Đấy. Chiến sĩ là nhìn ngầu chưa? Pháp sư và chúng ta có thêm được phi hiệp. Một cái phần nữa cũng đem lại rất là nhiều những cái kỷ niệm cho anh em, đó là phần map của tựa game. Game này thì nó sẽ có những cái map rất là quen thuộc, ví dụ như là cảng Victoria này. Đấy, chúng ta sẽ có khu vực rừng ma thuật này. Golden Beach anh em ơi. Đấy, những cái map rất là quen thuộc của chúng ta rồi. Những cái map và những cái nhân vật thực sự là đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái kỷ niệm. Tiếp tục chúng ta sẽ đi thêm chạy mấy cái ải nữa anh em ạ. Nói đi cũng phải nói lại là nhìn cái sát thương gây ra sướng thật đấy. Đấy, nếu mà nó xả chiêu mà gây ra nhiều sát thương cho quái hay là quái ở xung quanh nó nhiều à. Nhìn nó lát cả mắt luôn anh em. Mỗi một class nhân vật thì nó sẽ có những cái bộ chiêu khác nhau. Và nó có những cái hiệu ứng chiêu thức khác nhau. Rất là đẹp mắt. Nói chung là class nào cũng rất là xịn anh em nhé. Khi mà chúng ta vượt qua được ải, chúng ta sẽ nhận được cái phần quà tương ứng. Càng cái ải cao thì quà nó sẽ tăng dần cái giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ đi nâng cấp nhân vật em nha. Hiện tại thì ở đây có phần trang bị. Chúng ta sẽ đầu tiên là phải chế tạo cái trang bị đã. Đấy, chế tạo trang bị này. Ok, chế tạo trang bị ở đây thì nó sẽ có cái cấp đó là chế tạo đại sư. Khi mà chúng ta cường hóa những cái món trang bị ở đây đều hết lên bằng level nhau thì nó sẽ tăng cường cái phần chế tạo đại sư này. Nó sẽ tăng cái chỉ số, ví dụ như cấp hiện tại là cấp 8 đúng không? Tấn công tăng này, phòng thủ tăng và HP tăng này. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp thử xem là tốn đá phết đây anh em ạ. Sau đó là chúng ta sẽ cường hóa những cái món trang bị ở đây. Và cái phần trường hóa này thì nó cũng sẽ có cái phần cường hóa đại sư nha. Lên cái mốc 40 cấp thì nó sẽ mở thêm phần cường hóa đại sư tiếp này. Hết mất đá rồi. Xem nào. Cường hóa đại sư lên cấp tiếp theo này. Đấy. Toàn bộ các cái trang bị cường hóa lên cấp 40 thì nó sẽ giúp tăng 1.600 tấn công này, phòng thủ là 400 và HP là 30.000. Hiện tại thì mới đang cấp 38 thôi. Đây là phần tăng sao cho trang bị và tăng sao trang bị này cũng sẽ có cái phần đó là thăng tinh đại sư cả, đúng không? Thăng tinh đại sư này. Các cái bộ tăng sao đạt 6 cấp thì nó sẽ sát thương cộng 1% và giảm sát thương 1% em nhé. Tăng sao. Đấy. Tiếp tục tăng sao. Không đủ rồi. Về phần kỹ năng cho nhân vật của chúng ta, cái phần này thì chúng ta cứ thế mà tăng cấp max này thôi anh em nhé. 60, 61 này, 63 là hiện tại đang max này, 63. Đấy, cứ thế cường hóa lên thôi thì nó sẽ tốn cái vàng. Vàng ở đây nó rất nhiều và chúng ta có thể là cường hóa max được cái phần kỹ năng này. Về phần nộ khí thì chúng ta sẽ cần phải tốn những cái vật phẩm yêu cầu ở phía dưới này. Đủ thì nó mới có thể là cho anh em đột phá, nâng cấp được. Đấy, tăng cấp rồi nó thì đột phá em nhé. 47 cấp 20. Chuyển hệ 2 thì nó sẽ mở khóa cho anh em. Đấy. Cái phần này là chúng ta cần phải chuyển hệ. Đây là phần chuyển hệ đây anh em này. Đấy, cần chuyển hệ và chuyển hệ này thì nó sẽ cần anh em phải có cái yêu cầu nhé. Ví dụ đạt cấp level 95 này, hai cái năng nộ khí đạt cấp level 41 này. Hiện tại thì mới có 47 và ở đây còn cái tứ quý phi tiêu này mới level 20 thôi. Chưa đạt yêu cầu của nó. Đạt yêu cầu của nó thì sẽ còn dài dài đấy anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái phần pet của tựa game này. Bây giờ thì mình sẽ đi gacha pet anh em nhé. Đây, phần triệu hồi đây. Đây chính là cái phần triệu hồi pet của chúng ta. Hiện tại thì đang có cái phần pet cưng hạn giờ 4 ngày. Đây là cái sự kiện anh em nhé. Sự kiện của nó. Triệu hồi thêm 60 lần chắc chắn ra UR cá bong bong. Triệu hồi thêm 59 lần nữa thì chắc chắn sẽ được UR. Ở đây thì mình sẽ gacha ở phía trên này xem thế nào em ạ. Bỏ qua đi. Chúng ta có khá là nhiều mảnh ER, có được một ER em này. Tiếp theo, mình sẽ cố gắng là
lấy UR. Ui, mảnh UR hú vía. Hai cái mảnh UR anh em ạ, với lại được một SNR này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có được 4 mảnh UR 30 lần nữa thôi, mình sẽ cố gắng là lấy hết UR. Ôi giời, giật mình tưởng thêm được UR cơ. Bỏ qua. Chúng ta có mảnh đây, phát này thì sẽ là phát ra UR đây này. Đấy, ui màu đẹp chưa này. Ơi, đây rồi. Cuối cùng thì cũng đã ra được con cá bong bong anh em nhá. Chờ đợi mãi em UR này, nhìn sướng thực sự. Tí nữa mình sẽ tiến hóa lên cho anh em. Bây giờ thì tạm thời thì mình sẽ cho vào đội hình mới này, sau đó thì mình sẽ nâng cấp. Tí nữa mình sẽ tiến hóa lên cho anh em xem cái sự thay đổi ngoại hình của nó. Chiến thực sự luôn. Khi mà chúng ta tiến cấp thì nó sẽ thay đổi cái ngoại hình anh em này. Cộng 2 nó sẽ mở cái ngoại hình mới và cộng 4 nó sẽ mở ngoại hình mới và cộng cao nhất hiện tại là cộng 6 này. 1 này. Đấy. 2 này. Lên được cá bằng bong béo rồi. Nhìn cute chưa này. 3 này. Chúng ta sẽ tiếp tục lên 4 này. Rồi, lên được tôm hùm lớn rồi anh em ạ. Ui đáng yêu chưa? Rồi vậy là nếu mà lên cộng 6 thì chúng ta cần thêm anh em nhé. Đấy, cực kỳ cute này. Em tôm hùm lớn rồi. Để tí nữa, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp này. Sau đó thì mình sẽ ra bên ngoài để xem em tôm hùm lớn thì nó đang làm gì với mình. Tôm hùm là... đây, khiêu chiến này. Đây, em tôm hùm này. Đấy, nhìn cute chưa? Một màu đỏ đem lại cái sự may mắn. Cái tính năng pet trong con game này khá là thú vị và hấp dẫn anh em ạ. Đấy, em tôm hùm. Khi mà chúng ta tiến cấp được em pet nha, thì ở đây thì anh em có thể là thay đổi cái phần chiêu thức. Ngoài cái việc mà thay đổi ngoại hình thì nó cũng sẽ đổi thay đổi cái kỹ năng của em pet đó. Đấy, ví dụ như là nên cá bong béo 2 này. Trong chu kỳ hiệu quả tăng x lợi ngẫu nhiên lên cộng 1% sát thương kỹ năng tự động. Đấy, hiện tại đang ở cộng 4 nha anh em. Trong chu kỳ hiệu quả tăng x ngẫu nhiên cộng 1% sát thương kỹ năng tự động. Đấy, tăng sát thương em nhé. Ở đây thì nó đang có cái phần boss thế giới đây anh em. Mình sẽ vào triển khai luôn phần boss thế giới này cho anh em xem này. Mình sẽ khiêu chiến với boss thế giới. Ở đây nó sẽ là cá khổng lồ em nhé. Cá này nó sẽ có đến 3 chiêu thôi anh em. Đập luôn cho nó nóng nào. Không tiến hành chúc phúc. À, ở đây có một cái phần đó là phần chúc phúc này. Anh em có thể là sử dụng kim cương để mà chúc phúc tăng cái tấn công lên 20%. Hoặc là sử dụng vàng với 100.000 vàng để mà tấn công tăng 10%. Mình sẽ khiêu chiến cho anh em xem luôn về quá trình mà mình tiêu diệt boss anh em nhé. Ok, mình đã tiêu diệt được em boss này rồi. Nó đang có ở cái độ khó thứ 5. Nó sẽ tăng dần cái độ khó lên em nhé. Sát thương lần này gây ra là 3.8 triệu em ạ. Khám phá luôn cái phần gia viên của tựa game này. Đây là phần gia viên của chúng ta. Hiện tại thì vẫn chưa xây dựng gì cả. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi trang trí thêm em nhé. Cửa nhà này mình sẽ để ở giữa chăng? Hay là ở cuối đi. Đấy. Tiếp tục là một bước nữa thì mình sẽ để ở phía trên này. À, nó lại ở phía dưới thôi. Anh em ấn nâu vào cái hình mà anh em muốn di chuyển nha. Sau đó chúng ta có thể là di chuyển được một cái ghế ở phía này. Đấy. Thì tạm thời nó là như vậy. Đây là phần shop của chúng ta. Anh em có thể là sử dụng cái tiền tệ trong con game này để mà mua. Đó là cái tiền tệ gia viên quyển. Anh em có thể là mua nó nha. Sau đó thì quay trở lại và trang trí anh em nha. Chúng ta sẽ có khách. Khách ở đây thì anh em có thể là reset để mà thay đổi cái phẩm. Đây này, lên cam đây này. Thì quà nó sẽ ngon hơn anh em nhé. Ở đây nó có cái phần sẵn này, mặc định sẵn này. Anh em có thể là xây dựng lưu. Đấy. Khách đến nhà chúng ta sẽ nhận được kim cương. Màu càng cao thì quà càng nhận được nhiều. Bạn bè của chúng ta này. Đây là phần bạn bè nếu mà anh em kết bạn rồi. Sẽ ở đây sẽ có hiển thị những cái khách đến thăm gần đây. Anh em cũng có thể là tách những cái gia cụ ra. Đấy, để mà lấy vàng anh em nhé. Nếu mà anh em thừa. Ở trong đây thì nó sẽ có một cái hoạt động tác chiến theo nhóm anh em ạ. Cái này thì chúng ta có thể là đấu với bạn bè của anh em rất là vui. Đây, đây chính là cái hoạt động đấu theo nhóm. Cái này thì anh em có thể là mời bạn bè của anh em hay là mời những cái người chơi khác ở cái server này. Hoặc là anh em cũng có thể là tự động phối cặp thì nó sẽ bắt với những cái người mà anh em muốn chiến đấu cùng. Người ta thì cũng đang tìm cái trận giống như anh em. Rồi, 1, 2, 3, rồi. Và nó sẽ bắt đầu tự động vào trận em nhé. Đấu với 4 người. Cái này thì chúng ta có thể là thu nhỏ nó lại này. Cho nó đỡ vướng màn hình. Đấy,
đấu cùng với những người chơi khác, đấu bot những người chơi khác, cái này khá là hay, thể hiện cái tính cộng đồng khá là cao nhá, phối kết hợp với nhau để mà chúng ta có thể là dễ dàng vượt qua những ải của game có. Ở đây nó sẽ tích lũy cái lượng XP như có thể thấy này. Ngoài ra thì chúng ta có thể là nhận được thêm những cái khoáng thạch nam. Rồi, lên cái level rất là nhanh. 400 cái viên khoáng thạch nam này, 120.000 XP và 36.000, gọi là 37.000 vàng đi anh em. Mình sẽ phối cặp để mà tiếp tục chiến đấu ở cái mạo hiểm. Đây rồi, chúng ta đã có đội vào đây rồi. Cùng chiến đấu để xem là cái độ khó 2 là nó sẽ khó hơn cái độ khó 1 nhiều không. Mình sẽ tiếp tục thu nhỏ lại với các cái thông tin của nhân vật để mà có được cái màn hình chiến đấu nó đầy đủ nhất nhỉ nhá. Sát thương gây ra nhìn phê thực sự luôn. Sát thương của chiêu thức của nhân vật của mình nó đã sướng mắt rồi. Nhưng mà khi mà đi cùng với ba nhân vật khác nữa thì thực sự nhìn rất phê nhỉ bạn. Ở đây nó sẽ là một cái thanh để cho anh em biết là cái thông tin của ải của chúng ta đã đến đâu rồi, sắp kết thúc hay chưa. Còn một xíu nữa thôi là chúng ta có thể là hoàn thành và nhận cái phần quà nhá. XP đang tích lũy được khá nhiều. Nhìn về mắt thế nhở. Nó sẽ có những cái phần thi triển. Nó rơi ở trên map em nhá. Em có thể nhặt để mà tăng các cái chỉ số yêu cầu. Rồi. Chúng ta đã hoàn thành được cái phần tiếp theo. Cấp 96 thì chúng ta mới có thể là mở tiếp được cái độ khó thứ 3 em nhá. Cái bộ thời trang ở đây có một cái bộ thời trang khá là hay. Đó là cái bộ thời trang tượng cổ. Bộ này khi mà kích full bộ lại với nhau này, tượng cổ trào này, ui đẹp vãi. Cái bộ này thì chúng ta chỉ có được cái mũ này, cái bộ giáp với lại cái bộ tượng cổ trào em nhá. Đấy, cái bộ của nó khi mà chúng ta mặc lên là như thế này. Còn lại thì vũ khí thì em có thể là lựa chọn bất kỳ. Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ. Bộ này xịn đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần đó là thiết kế thời trang. Thì ở đây chúng ta có thể là gacha được cái thời trang. Và muốn sở hữu cái thời trang nào em có thể là đi gacha. Thiết kế thêm 17 bản nữa chắc chắn sẽ nhận được thời trang hệ cơ giáp hoặc Hawaii. Thử xem thế nào nha. Đây là phần gacha thời trang. Bỏ qua này. Ôi ôi, ôi, cơ giáp nano đầu khôi anh em ạ. Mình đang cần một bộ cơ giáp này quá. Đấy, mũ này. Mũ tiếp này. Cơ giáp, ô không có bộ cơ giáp của nó à. Mình là thích bộ cơ giáp cơ anh em ạ. Phần thời trang của chúng ta thì sẽ vào sưu tầm, do đó thì vào phần phòng thời trang. Và ở đây thì chúng ta có thể kích hoạt, kích hoạt những cái thời trang mà anh em vừa gacha là được. Cái mũ này rồi, cái mũ cơ giáp này rồi. Mình đang kích hoạt, muốn kích hoạt cái mũ cơ giáp này lên qua. Đây à, mình ẩn mất mũ rồi, bật mũ lên này. Đấy, có thêm được một cái bộ đủ bộ cơ giáp này nữa thì rất là tuyệt vời em nhá. Chúng ta cũng có thể là nâng cấp cái thời trang này lên. Rồi, lên được một sao rồi. Mình mặc luôn anh em ạ. Trang trí này. Phục trang này. Đây. Đó. Đây là một con game màn hình dọc. Từ nãy đến giờ chắc anh em không còn nạ gì nữa rồi. Và với cái lợi thế của màn hình dọc đó là chúng ta có thể là chơi một tay. Và game này nó cũng khá là nhẹ nhàng cho anh em. Anh em có thể là bao quát được các cái tính năng và hoạt động của game. Ngoài ra thì đây là cái xu thế game, xu hướng của game, và đây cũng là một dòng game hot trend. Trong khoảng tầm 2-3 năm gần đây thì những cái dòng game màn hình dọc như này rất được nhiều anh em ưa chuộng. Marvel Story thì người ta cũng bắt theo cái xu thế trend đó và ra mắt cái tựa game này. Rồi, và review cũng rất là chi tiết cho anh em về tựa game. Anh em có suy nghĩ gì về đồ họa, về tạo hình nhân vật, về cách chơi, về âm thanh, về những cái tính năng của cái tựa game này, hãy comment phía dưới giúp mình nha. Link tải cái tựa game này mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video cho anh em. Em là muốn tải về trải nghiệm trên Android, trên iOS, trên Set Play và Apple Store thì có thể là click vào đó tải về nha. Rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối cái video này và chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.